Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin liên quan đến luật đất đai. Đó là những trường hợp không được sang tên sổ đỏ theo luật mới. Từ ngày 1 tháng 8, dự báo giá đền bù đất nông nghiệp sẽ tăng, sẽ không còn tình trạng ôm đất dự án rồi để hoang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người sử dụng đất được sang tên sổ đỏ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, có sổ đỏ, sổ hồng, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp sổ đỏ, sổ hồng, nhưng chưa được cấp sổ thực hiện chuyển nhượng cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Thứ hai, đất không có tranh chấp. Tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực. Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án dân sự. Thứ tư, trong thời hạn sử dụng đất. Thứ năm, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Những trường hợp sau không được nhận chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thứ nhất, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó. Thứ ba, tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Căn cứ vào các điều kiện sang tên sổ đỏ nêu trên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau sẽ không được sang tên sổ đỏ. Trường hợp 1, đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng. Trường hợp 2, đất đang có tranh chấp chưa được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định phán quyết của trọng tài chưa có hiệu lực. Trường hợp 3, quyền sử dụng đất đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án dân sự. Trường hợp 4, đất đã hết thời hạn sử dụng. Trường hợp 5, quyền sử dụng đất bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp 6, tổ chức kinh tế mua đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân. Trường hợp 7, cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mua đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Trường hợp 8, tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép mua đất. Luật đất đai 2024 khi chính thức có hiệu lực sẽ bỏ quy định về khung giá đất và đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường mỗi năm một lần. Bảng giá đất mới vì thế mà không được quy định tiệm cận với giá đất thị trường, khi đó giá đất đền bù được tính theo giá đất cụ thể. Như vậy sẽ kéo theo giá đền bù đất tăng so với hiện nay, trong đó có đất nông nghiệp. Luật đất đai 2024 cũng quy định người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí, như chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, theo luật đất đai 2024, người dân cũng sẽ được hưởng thêm rất nhiều quyền lợi về bồi thường, đền bù, tái định cư khi bị thu hồi đất. Cụ thể, căn cứ theo khoản 6, điều 111 luật đất đai 2024, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường và có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở, thì sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư. Theo khoản 5 điều 91 luật đất đai 2024, người dân cũng hưởng thêm quyền lợi mới nữa, đó là người dân được bố trí tái định cư xong mới được ra quyết định thu hồi đất. Cùng với đó, theo khoản 4 điều 111 luật đất đai 2024, nếu hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mà đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng, hoặc có nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng một thửa đất bị thu hồi mà diện tích đất được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình, thì sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, bán cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở đối với các hộ gia đình còn thiếu.
Từ ngày 1 tháng 8, luật đất đai 2024 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật này sẽ ngăn chặn hiệu quả về tình trạng ồn đất dự án, để đấy gây lãng phí đất đai. Luật đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường.